Ngày thứ 13, hiện thực hóa mọi mơ ước. Trí tưởng tượng chính là tấm thảm thần kỳ đích thực. Norman Vincent Peale, nhà văn, sinh năm 1898, mất năm 1993. Nếu vẫn đang thực hiện các phương pháp nhiệm màu mỗi ngày, thì hẳn bạn đã xây dựng được nền tảng vững chắc và thể hiện lòng biết ơn đối với mọi thứ mình đã và đang nhận được trong cuộc sống. Nhưng hôm nay sẽ thú vị hơn bởi vì bạn sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cho những mong muốn và mơ ước. Trong hàng trăm nền văn hóa bản địa, xuyên suốt hàng thế kỷ nay, người ta vẫn luôn cảm ơn điều họ muốn trước khi nhận được. Họ tạo ra những nghi lễ cầu kỳ để tích tụ thật nhiều năng lượng vào lòng biết ơn. Từ xưa, người Ai Cập đã ăn mừng triều cường của sông Ninh để đảm bảo dòng sông ấy vẫn luôn đầy nước. Những người Mỹ Ấn và người bản địa Aborigines tại Úc có những điệu nhảy mừng mưa. Rất nhiều bộ tộc ở châu Phi đã thực hiện các nghi lễ thức ăn trước khi đi săn, và bản chất của việc cầu nguyện trong mọi nền văn hóa và tôn giáo đều là thể hiện lòng biết ơn trước khi nhận được điều mình mong muốn. Luật hấp dẫn quy định rằng những điều giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau, có nghĩa là bạn phải tạo ra trong tâm trí những hình ảnh hoặc cảm xúc giống với điều mà mình mong muốn. Sau đó sẽ thu hút điều mình muốn. Bạn phải cảm giác như thể nó đã là của bạn, và cảm xúc ấy phải giống như cảm xúc khi bạn đã thật sự có được nó. Cách dễ nhất để làm điều đó là biết ơn điều bạn muốn trước cả khi nhận được nó. Nếu trước đây bạn chưa từng dùng lòng biết ơn để đạt được mong muốn của mình, thì giờ đây bạn đã khám phá ra một sức mạnh nhiệm màu mới của nó. Lời dạy trong Kinh Thánh đã nói rõ ràng rằng người nào đã có sẵn lòng biết ơn vào lúc này sẽ được ban tặng thêm trong tương lai, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Lòng biết ơn là điều bạn phải có trước khi nhận được, chứ không phải đơn giản là sau khi điều tốt đẹp đã xảy ra. Phần lớn mọi người chỉ biết ơn sau khi nhận được điều tốt đẹp, nhưng để biến mọi ước mơ thành sự thật và thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, hoàn thiện nó trong mọi khía cạnh, thì bạn phải biết ơn trước khi và sau khi nhận được. Thông qua việc biết ơn chân thành trước khi có được điều mình mong muốn, bạn sẽ ngay lập tức tạo nên một hình ảnh trong tâm trí rằng mình đang có nó. Bạn cảm thấy như thể mình đang có nó, và thế là bạn đã hoàn thành được điều cần làm. Nếu tiếp tục duy trì hình ảnh và cảm xúc ấy, bạn sẽ nhận được điều mình muốn. Bạn sẽ không biết được mình nhận nó bằng cách nào, và bạn cũng không cần tìm hiểu chuyện ấy. Bạn không cần tìm hiểu xem khi đi lại thì trọng lực giữa bạn trên mặt đất như thế nào, đúng không? Bạn chỉ tin tưởng và biết rằng khi đi lại thì quy luật trọng lực sẽ giữ bạn thật chặt trên mặt đất. Tương tự, bạn cũng cần tin tưởng và biết rằng khi biết ơn điều mình mong muốn thì điều ấy sẽ đến với bạn một cách nhiệm màu, bởi vì đó là quy luật của vũ trụ. Ngay lúc này, bạn mong muốn gì? Trong phần đầu của quyển sách, tôi đã yêu cầu bạn hình dung thật kỹ về những điều mình mong muốn trong từng khía cạnh của cuộc sống. Nếu chưa làm điều này bao giờ, thì đây là lúc để thực hiện. Hãy nhìn lại những danh sách bạn đã liệt kê và chọn ra 10 điều mong muốn. Bạn có thể chọn 10 mong muốn khác nhau trong những khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như tiền bạc, sức khỏe, nhà cửa và các mối quan hệ. Hoặc bạn cũng có thể chọn 10 điều trong một khía cạnh mình thật sự muốn cải thiện, chẳng hạn như công việc hay sự nghiệp,
Để thấy được phép màu của phương pháp này, hãy hình dung thật rõ ràng và chi tiết về điều bạn muốn. Tưởng tượng bạn đang đặt hàng 10 điều mong muốn để vũ trụ thực hiện. Vì thật ra đây chính xác là điều bạn đang làm. Ngồi xuống trước máy tính hoặc lấy giấy bút ra và liệt kê một danh sách khác gồm 10 điều mong muốn theo cấu trúc như sau. Viết như thế bạn đã nhận được nó rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì. Và điền điều bạn muốn vào chỗ trống. Như thế bạn đã nhận được điều đó. Ví dụ như cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tôi đã đạt được điểm số cao trong kỳ thi. Nhờ vậy tôi đã đổ vào trường đại học mơ ước. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tin tức tốt lành rằng tôi đang mang thai. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tôi đã có được căn nhà mơ ước với mọi chi tiết đều giống như tôi tưởng tượng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cuộc điện thoại tuyệt vời đã cải thiện mối quan hệ của tôi và bố. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì khoản tiền bất ngờ tôi nhận được vừa đúng bằng khoản tôi cần cho chuyến du lịch châu Âu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì doanh số đã tăng gấp đôi trong tháng này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì ý tưởng đã giúp tôi ký hợp đồng với khách hàng lớn nhất. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì mọi việc thật dễ dàng và thuận lợi. Biết từ cảm ơn 3 lần liên tiếp sẽ mang lại hiệu quả cao, bởi vì điều này giúp bạn tránh việc nói qua loa và gia tăng sự tập trung vào lòng biết ơn. Nói cảm ơn 3 lần là một công thức nhiệm màu, bởi vì đó là một con số toán học có liên quan đến mọi sự kiến tạo trong vũ trụ. Ví dụ, cần một con đực và một con cái để tạo ra một con non. Con đực, con cái, con non tổng cộng là 3, hoàn thành một quá trình kiến tạo. Quy luật tương tự cũng được áp dụng cho mọi sự kiến tạo khác, bao gồm cả việc tạo ra mong muốn của bạn. Vậy nên khi nói cảm ơn 3 lần liên tiếp, bạn đang sử dụng con số kiến tạo nhiệm màu và cả công thức nhiệm màu. Bước thứ 2 trong phương pháp thực hiện hóa mọi mơ ước là tập trung thêm nhiều lòng biết ơn nữa vào mong muốn của mình. Bạn có thể hoàn thành bước thứ 2 vào thời gian bất kỳ trong ngày, có thể là ngay khi liệt kê 10 điều hoặc một lúc khác trong ngày. Để tập trung rất mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn vào những mong muốn, hãy bắt đầu với mong muốn đầu tiên trong danh sách và sử dụng trí tưởng tượng để trả lời những câu hỏi sau. Trả lời như thế, bạn đã có được điều ấy rồi. 1. Cảm xúc của bạn như thế nào khi nhận được điều mình mong muốn? 2. Ai là người đầu tiên bạn báo tin tức ấy và bạn nói gì với họ? 3. Điều tuyệt vời đầu tiên bạn làm sau khi có được thứ mình muốn là gì? Hãy hình dung càng chi tiết càng tốt và cuối cùng đọc lại mong muốn ấy, rồi thật sự tập trung vào từ nhiệm màu cảm ơn, cảm nhận nó càng nhiều càng tốt. Tiếp theo, bạn tiếp tục thực hiện các mong muốn thứ hai trong danh sách. Hãy làm các bước tương tự cho đến khi xong hết cả 10 điều. Hãy dành cho mỗi mong muốn ít nhất 1 phút. Nếu muốn làm gì đó thật sự hiệu quả và thú vị, bạn có thể tạo ra tấm bản nhiệm màu và đính những tấm ảnh thể hiện mong muốn của mình lên. Cắt tranh ảnh ra và đính vào một tấm bản, đặt nó ở nơi thường nhìn thấy.
hãy viết các chữ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với cỡ chữ lớn và in đậm trên tấm bảng nhiệm màu. Hoặc bạn có thể dùng mặt cửa tủ lạnh làm bảng nhiệm màu. Nếu bạn đã có gia đình thì có thể làm tấm bảng nhiệm màu cho cả nhà, vì lũ trẻ sẽ rất thích nó. Hãy tưởng tượng tấm bảng nhiệm màu thật sự có phép màu, và bất cứ thứ gì bạn đính lên ấy sẽ ngay lập tức bị thu hút về phía bạn. Chính lòng biết ơn thường xuyên của bạn sẽ thu hút nó đến với cuộc sống của mình. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 13: hiện thực hóa mọi mơ ước. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Ngồi xuống và viết ra danh sách 10 điều mong muốn của bạn trên máy tính hay trong sổ. Viết cảm ơn 3 lần liên tiếp trước mỗi điều mong muốn. Viết như thế bạn đã nhận được nó rồi. Ví dụ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì, điền vào đó mong muốn của bạn. 3. Dùng trí tưởng tượng của bạn để trả lời những câu hỏi sau. Trả lời như thể bạn đã có được tất cả 10 mong muốn ấy. 1. Cảm xúc của bạn như thế nào khi nhận được điều mình mong muốn? 2. Ai là người đầu tiên bạn báo tin tức ấy? Và bạn nói gì với họ? 3. Điều tuyệt vời đầu tiên bạn làm sau khi có được thứ mình muốn là gì? 4. Cuối cùng, đọc lại mong muốn ấy và thật sự tập trung vào từ nhiệm màu cảm ơn. Cảm nhận nó càng nhiều càng tốt. 5. Nếu bạn có thể tạo ra tấm bảng nhiệm màu, cắt tranh ảnh ra và đính vào tấm bảng nhiệm màu, đặt nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy, đặt tiêu đề cho tấm bảng là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với cỡ chữ lớn ở ngay đầu. 6. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó.